Đây nhá, cái khế ngọt đấy bạn nhá. Đây, cao khoảng 5 mét. Bệ gốc vanh cốc là 135, cách mét là 100, thoát 2 mét. 2 mét 2. Đây cảnh đẹp. Thoát hơn 2 mét. Đấy. Đây, dẫn kỹ 6, 8 tháng rồi bạn nhá. Đấy, đại gốc này rất đẹp luôn. Đây có cây tử treo nhé, dễ già này. Đấy, đây cảnh đẹp. Đấy, đây nhé. Tại cảnh là tối um ấy, cắt ra mủ lâu rồi tối um ấy. Đây, bệ gốc này. Đây, cảnh con keo rất đẹp nhé. Đấy, bệ của nó tròn xe, đẹp. Đấy, thích để cái tử cắt đi được. Bệ cun, thân cun. Khế ngọt là vanh gốc 135, cách mét 100, thoát hơn 2 mét. Tay cành đẹp, cao khoảng 5 mét thôi. Cây đã dấm một kỹ đi nhé. Ok.